Chào bà con các bạn. Khi mà trong kinh tế sầu riêng á, thì khi mà nói đến là nhện đỏ hại sầu riêng thì đây là một đối tượng sâu hại mà bà con và các bạn rất quan tâm, nhất là trong cái mùa khô này. Thì không hiểu điều đó, Sơn đã làm một video chia sẻ đến bà con các bạn, đó là trị nhện đỏ hại sầu riêng sao cho hiệu quả. Nhưng trước khi mà đi vào chi tiết thì nếu bà con và các bạn quan tâm đến kiến thức kinh nghiệm về trồng trọt mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ bấm nút chuông để cập nhật những video trên kênh. Thì sau đây Sơn xin chia sẻ chi tiết với bà con các bạn cái nội dung là trị nhện đỏ hại sầu riêng sao cho hiệu quả. Thì trước tiên bà con và các bạn, để mà mình trị nhện đỏ hại sầu riêng hiệu quả thì trước tiên hết chúng ta cần phải nhận biết được cái mình triệu chứng của cái nhện đỏ hại sầu riêng như thế nào. Thì đây là cái hình ảnh minh họa bà con thấy á, thì trên cái lá thường nó hại nhiều bộ phận, tuy nhiên cái bộ phận mà nhện đỏ hại nhiều nhất là lá. Thì khi mà nhện đỏ nó gây hại trên lá sầu riêng và các bạn, thì bà con các bạn sẽ thấy là trên lá nó sẽ có những cái màu trắng trắng bạc, là do cái con nhện đỏ nó chích thuốc vào các bạn, nó làm đi mất đi cái diệp lục của cái lá. Và bà con các bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường những cái đốm nhỏ li ti, bởi vì con nhện đỏ rất nhỏ vào các bạn, ở trên những cái bề mặt lá, mặt trên mặt dưới của lá. Và ngoài ra đó, khi mà nhện đỏ gây hại nặng mà các bạn, thì đây là hình ảnh minh họa mà khi mà nhện đỏ gây hại nặng trên lá sầu riêng á, thì như đã Sơn nói là nhện đỏ nó chích thuốc, nó làm mất cái diệp lục của lá, cho nên khi gây hại nặng mà các bạn thấy đó, những cái lá sầu riêng này nó mất đi diệp lục, cho nên nó có những cái đốm xanh đốm trắng loang lổ trên bề mặt lá. Và ngoài ra, để mà chúng ta nhìn phát hiện rõ phải là nhện đỏ hay không á, thì bà con các bạn phải dùng kính lúp để mà xem trên bề mặt lá. Thì cái nếu mà chúng ta dùng kính lốp thì cái hình ảnh của con nhện đỏ phóng to như thế này bà các bạn, là nó sẽ có, nếu mà con trưởng thành rồi đó thì nó sẽ có là 8 chân, còn nếu mà nó chưa trưởng thành á thì nó sẽ có 6 chân, và các bạn lưu ý ha, như hình ảnh minh họa ở đây. Ngoài ra bà con và các bạn không có kính lốp thì bà con các bạn cũng có thể dùng cái giấy trắng mà các bạn, rồi chúng ta để phía dưới cái lá mà chúng ta nhìn thấy có triệu chứng nhện đỏ và những cái đốm li ti á, đó thì chúng ta rung lá để cho những con nhện đỏ nó rớt xuống từ giấy trắng, thì chúng ta sẽ thấy được là những con nhện đỏ đó trên giấy trắng. Ngoài ra bà con các bạn thấy bóp con nhện đỏ này nó chết thì sẽ có những cái bọt máu màu đỏ trên giấy trắng này. Các bạn như hình ảnh minh họa đây nhiều các bạn ha. Thì như vậy chúng ta đã nhận biết được là triệu chứng của nhện đỏ hại sầu riêng như thế nào. Thế thì câu hỏi đặt ra là thế thì tác hại của nhện đỏ hại sầu riêng thì nó nghiêm trọng như thế nào? Thì như nó sẽ có nói thì nhện đỏ nó sẽ chích thuốc lá sầu riêng, nó làm cho mất diệp lục của lá, như vậy á thì nó làm cho lá sầu riêng nó giảm quang hợp và giảm đi những cái chức năng vận chuyển dinh dưỡng. Như vậy á thì rất là quan trọng đối với kinh tế sầu riêng, nhất là trong giai đoạn tạo mầm và làm bông sầu riêng. Nếu mà trong giai đoạn này mà các bạn mà nhện đỏ tấn công á, thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề là giảm ra hoa đậu trái, cũng như là khô bông, đậu trái kém, rụng trái, trái bị méo mó biến dạng, bởi vì nó làm mất diệp lục của lá mà các bạn, thì nó dẫn đến là như nó sẽ nói là giảm quang hợp nè, rồi giảm vận chuyển cái dinh dưỡng. Thì như vậy là cái cây trồng của mình, cái sầu riêng của mình nó sẽ dinh dưỡng nó không không đầy đủ, nên là sẽ làm cho những tác hại này là giảm ra hoa đậu trái, khô bông, đậu trái kém, rụng trái bị méo rồi biến dạng trong cái giai đoạn mà tạo mầm làm bông sầu riêng nếu bị nhện đỏ tấn công. Như vậy á, bà con các bạn phải hết sức chú ý phòng trừ hiệu quả nhện đỏ khi mà làm bông sầu riêng. Và như vậy thế thì câu hỏi đặt ra sẽ là thế thì làm thế nào để mà trị nhện đỏ hiệu quả? Thì Sơn đã tổng hợp và đưa ra các biện pháp sau để giúp bà con và các bạn trị nhện đỏ hiệu quả hại sầu riêng. Cái biện pháp thứ nhất á, thì Mùa Sơn muốn chia sẻ đến bà con các bạn, đó là biện pháp canh tác. Thì khi trong biện pháp canh tác này á, thì bà con và các bạn chú ý những vấn đề sau. Thứ nhất là không nên trồng sầu riêng với mật độ dày, bởi vì khi mà chúng ta trồng mật độ dày á, thì vườn nó sẽ rộng rạp, thì nó tạo điều kiện cho nhện đỏ phát triển rất là nhanh và nó tấn công rất là mạnh, nó tạo thành những cái dịch bệnh, những cái dịch sâu hại rất là nguy hiểm. Ngoài ra bà con các bạn cũng chú ý trong biện pháp canh tác là cần nên thường xuyên kiểm tra vườn, nhất là trong mùa khô này bà con bạn, để mà phát hiện và phòng trị nhện đỏ sớm, bởi vì nhện đỏ nó là nhân mật số rất là nhanh, cho nên chúng ta cần phát hiện sớm và phòng trị sớm. Một lưu ý nữa đó là nhện đỏ mà các bạn nó rất là sợ nước, vì nó không có khả năng bám dính. Tận dụng cái yếu điểm này á, thì bà con các bạn có thể dùng cái vòi xịt nước áp suất cao mà các bạn để rửa vườn, và cái dùng cái vòi xịt nước mà để mình ta dùng rửa xe mà các bạn đó, chúng ta dùng cái vòi xịt đó để mà rửa vườn thì sẽ làm trôi cái nhện đỏ đi và làm
giảm cái mật độ nhện đỏ trong vườn rất là cao. Ngoài ra nữa, bà con các bạn trong biện pháp canh tác cũng có thể là tưới nước theo kiểu phun mưa để mà rửa cho nhện đỏ và tưới ẩm, giữ ẩm cho vườn trong cái mùa khô khi canh tác sầu riêng này. Ngoài ra nữa, trong biện pháp canh tác thì bà con các bạn cũng chú ý giúp Sơn là cần phải cắt tỉa cành để đảm bảo cái vườn cây sầu riêng của mình nó luôn thông thoáng. Và trong vấn đề chăm sóc bón phân thì chúng ta cũng cần phải chú ý cái bón phân và chăm sóc cây cho hợp lý. Đây chi để giúp cho cây sầu riêng nó luôn khỏe, chống chịu tốt. Thì thứ nhất khi mà cây nó khỏe và các bạn thì thứ nhất là nó sẽ không có bị sâu bệnh hại tấn công nói chung cũng như con nhện đỏ này nó riêng. Ngoài ra nếu như trong trường hợp nó có bị sâu bệnh hại tấn công cũng như nhện đỏ này tấn công thì nó khỏe thì nó sẽ chống chịu tốt, nó giảm cái thiệt hại đối với cái vườn cây của mình. Và cái biện pháp thứ hai để giúp bà con và các bạn trị cái con nhện đỏ hại sầu riêng này hiệu quả đó thì Sơn có đưa ra biện pháp gọi là biện pháp sinh học. Thì trong cái biện pháp sinh học này bà con các bạn cũng chú ý giúp Sơn những điều sau. Thứ nhất là tạo điều kiện cho thiên địch phát triển, nhất là những cái con thiên địch như là nhện nhỏ ăn mòi nè, vụ lạch sáo chấm nè, bọ rùa nè, bọ xích nhỏ nè và bọ trĩ ăn thịt. Thì ngoài ra đó, thì nếu mà ngoài thiên địch ra thì bà con các bạn cũng thể dùng những cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học khi mà cái chúng ta phòng ngừa thôi, phun ngừa, hoặc là khi mà mật độ nhện đỏ nó thấp là các bạn thì có thể dùng những cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học sau. Đó là những thuốc bảo vệ thực vật sinh học mà nó có chứa như là nấm xanh, cẩm nấm trắng, hoặc là trên thị trường tôi cũng thấy có những cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học á mà nó vừa chứa nấm xanh nè, nấm trắng nè, nấm tím nè, nấm xám nè, hoặc là một số thuốc bảo vệ thực vật sinh học có những hoạt chất như là abamectin, hoặc là ermamectin, benzoate, hoặc là mastin, hoặc là dầu khoáng. Ngoài ra còn có một số cái thuốc bảo vệ thực vật sinh học khác nữa. Thì ngoài cái biện pháp canh tác nè, biện pháp sinh học á, thì cũng có cái biện pháp hóa học. Khi mà chúng ta áp dụng cái biện pháp sinh học, biện pháp canh tác mà không hiệu quả, cũng như là khi mật số nhện đỏ nó quá cao, thì bà con và các bạn có thể áp dụng cái biện pháp hóa học. Thì trong nguồn hóa học này, Sơn cũng xin chia sẻ với bà con và các bạn một số nhóm hoạt chất mà Sơn đã chia thành các nhóm như sau. Cái nhóm thứ nhất là nhóm hoạt chất chuyên trị nhện, thì có những hoạt chất sau. Thứ nhất là hexachinazole, thứ hai là robaric, thứ ba là fenbutatinoxid, thứ tư là fenbirosimab và thứ năm là amitrat. Đây là năm cái nhóm hoạt chất chuyên trị nhện rất là hiệu quả để giúp bà con và các bạn biết được những hoạt chất mà khi mà chúng ta gặp nhện đỏ thì chúng ta phải mua những cái thuốc hóa học mà có năm hoạt chất này. Nếu bà con các bạn không nhớ thì có thể chụp màn hình lại hoặc là lấy giấy bút ghi chép cũng như những hoạt chất này cũng như là những hoạt chất sinh học mà Sơn chia sẻ phía trước cũng như là những hoạt chất tiếp theo, bởi vì đây là những cái tên mà bà con các bạn có thể khó nhớ. Thì trong cái biện pháp hóa học thì Sơn cũng chia sẻ đến bà con các bạn nhóm hoạt chất thứ hai. Thì nhóm hoạt chất này á, nó có trị nhện được nhưng đồng thời nó cũng trị được riệp. Đó là hai cái nhóm hoạt chất là piridapen và fenropatin. Ngoài ra đó thì trong cái biện pháp hóa học á, thì cũng có nhóm hoạt chất thứ ba. Thì Sơn cũng đề xuất thêm với các bạn một số hoạt chất trị sâu hại nhưng nó phổ rộng, có nghĩa là trị nhện được, ngoài ra nó trị được rất nhiều cái loại sâu hại khác nữa. Đó là cái nhóm hoạt chất, thứ nhất là avamectin, thứ hai là nhóm lân hữu cơ và mà trong đó là cái hoạt chất là rufinophos. Đó là những cái nhóm hoạt chất trị sâu hại phổ rộng. Tuy nhiên để mà phòng trị cái con nhện đỏ hại sầu riêng này hiệu quả đó thì trong cái chương đã trình bày và các bạn là ba biện pháp, đó là biện pháp canh tác, biện pháp sinh học và biện pháp hóa học. Nhưng để nó hiệu quả cao thì bà con các bạn cần phải lưu ý bốn điều sau. Thứ nhất thì bà con các bạn nên lưu ý giúp Sơn là phòng nhện hơn là trị nhện. Để phòng nhện hơn là trị nhện thì chúng ta phải áp dụng rất nhiều, kết hợp rất nhiều biện pháp trong canh tác để cho cây nó khỏe, nó chống chịu tốt cũng như là hạn chế cái mật độ sâu bệnh hại trong vườn. Cái lưu ý thứ hai là bà con các bạn lưu ý giúp Sơn là phải áp dụng cái biện pháp mà Sơn nêu á, nó phù hợp và ưu tiên cái việc kết hợp các biện pháp với nhau. Lưu ý thứ ba là khi phun thuốc, bà con bạn hết sức lưu ý nha, cái này là rất là quan trọng, là khi phun thuốc kể cả là phun thuốc sinh học hay là phun thuốc bảo vệ thực vật hóa học thì bà con các bạn cũng lưu ý giúp Sơn những điều sau. Thứ nhất là phải phun ướt đẫm toàn bộ tán lá và ướt cả hai mặt lá. Bà con các bạn lưu ý, hết sức lưu ý giúp Sơn điều này nha. Đôi khi
cái chính cái điều này mà làm cho bà con các bạn phòng trị cái con nhện đỏ hay sầu riêng này không hiệu quả. Bởi vì bà con và các bạn phun không ướt đẫm toàn bộ cái tán lá cũng như ướt cả hai mặt lá, bởi vì cái con nhện đỏ bà con bạn là nó gây hại cả hai mặt lá và nó thường là trú ẩn nấp ở dưới mặt dưới của lá. Cho nên đôi khi bà con các bạn chỉ phun ướt đẫm nhưng mà trên mặt trên của lá thôi, nhưng mặt dưới của lá bà con các bạn không phun. Thì như vậy á, vô hình chung á, là cái con nhện đỏ nó vẫn ẩn nấp ở dưới mặt dưới lá và nó sẽ tiếp tục phát triển và gây hại. Cho nên bà con các bạn lưu ý giúp Sơn khi phun thuốc là phải phun ướt đẫm toàn bộ tán lá, ướt cả hai mặt lá. Rồi lưu ý tiếp theo khi phun thuốc đó là bà con các bạn cũng chú ý giúp Sơn nên bổ sung những cái chất lon trải và thấm sâu để tăng hiệu quả của thuốc. Và lưu ý tiếp theo nữa đó là khi phun thuốc á, bà con các bạn chú ý giúp Sơn là phun vào thời điểm 8 giờ đến 10 giờ sáng để phun xong là có nắng. À, để chi? Để con nhện đỏ này nè, nó thường gây hại khi mà có nắng nóng. Thì như vậy chúng ta phun vào thời điểm 8 giờ tới 10 giờ sáng á, phun xong nó có nắng á. Thứ nhất là lúc đó con nhện đỏ nó xuất hiện thì chúng ta đã phun rồi, nó có thuốc rồi, như vậy là sẽ tăng hiệu quả lên. Ngoài ra khi mà chúng ta đã phun thuốc xong, khi có ánh nắng lên thì cái tác dụng của thuốc sẽ được tăng lên nữa. Như vậy chúng ta sẽ trị cái con nhện đỏ hại sầu riêng này hiệu quả hơn. Và cái lưu ý thứ tư đó là bà con và các bạn không chỉ phun thuốc trừ nhện đỏ cho cây sầu riêng thôi, mà chúng ta cũng cần phải phun cho cả những cái cây trồng sen trong vườn. À, tại sao? Tại vì con nhện đỏ và các bạn thì ngoài gây hại cho cây sầu riêng á, thì nó còn gây hại cho một số cây trồng khác. À, cho nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý, nếu mà chúng ta chỉ phun cho cây sầu riêng thôi mà trong vườn chúng ta có trồng sen những cây trồng khác nữa, thì như vậy là những con nhện đỏ nó khi nó sẽ trú ẩn trên những cây trồng sen trên đó và sau đó nó lại tiếp tục phát triển những gây hại trên cây sầu riêng của mình. Đó là bốn lưu ý mà bà con các bạn cần phải lưu ý để mà trị cái con sầu riêng, con nhện đỏ hại sầu riêng này hiệu quả. Thì như sẵn sàng chia sẻ đó là chúng ta cần phải phòng nhện hơn là trị nhện, cũng như là cần phải tăng cường cái sức khỏe cho cây á, thì nó cần cái nhiều cái biện pháp trong canh tác cây trồng. Thì trong một video thì Sơn không phải chia sẻ hết đến bà con các bạn. Tuy nhiên, trên kênh YouTube Lương Hồng Sơn của Sơn, Sơn đã chia sẻ rất nhiều video và Sơn đã tổng hợp lại thành các chủ đề như là về đất, cái tài cạo tỏa đất, kỹ thuật canh tác chăm sóc cây, sâu bệnh hại, phòng trừ sâu bệnh hại, phân bón dinh dưỡng cây trồng, rồi xử lý cây hoa và nhiều cái chủ đề khác nữa. Thì Sơn đã đưa những cái chủ đề này vào phần mô tả video. Nếu bà con các bạn quan tâm thì sau khi xem hết video này, hãy bấm vào phần mô tả của video để mà tìm đến chủ đề mà con bạn quan tâm và tiếp tục theo dõi. Ngoài ra bà con bạn thì còn rất là nhiều điều thú vị và hữu ích đang chờ bà con và các bạn khám phá ở phần mô tả của video, nhất là cái phần trang của cái link của trang dành cho bạn, cũng như là trong đó có quà tặng dành cho bà con các bạn. Bà con các bạn sau khi xem hết video hãy bấm vào phần mô tả của video để khám phá nha. Thì trên đây là chia sẻ của Sơn về cái chủ đề là trị nhện đỏ hại sầu riêng sao cho hiệu quả. Và xin mong rằng video này sẽ giúp cho bà con và các bạn trị con nhện đỏ hại sầu riêng hiệu quả hơn. Và nếu bà con các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy chia sẻ video đến nhiều người hơn để cùng nhau chúng ta giúp cho việc canh tác cây trồng được ngày một tốt hơn. Và nếu bà con và các bạn quan tâm đến kiến thức, kinh nghiệm trồng trọt mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh. Sau khi đăng ký kênh, bà con và các bạn nhớ bấm nút chuông để cập nhật video trên kênh. Xin cảm ơn bà con và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.